tìm cách chia tay Ukraine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về những thất bại của Ukraine và càng về cuối chương trình, những thông tin đó sẽ càng thú vị. Vì vậy, đừng rời khỏi màn hình, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Giấc mộng đòi lại Crimea của Ukraine bị Đức xé vụn. Nhìn chung, cường độ chiến sự trong những ngày đầu năm đã giảm bớt, diễn biến chủ yếu vẫn tập trung gần Adipka và Bakhmut. Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander tadasky cho biết rằng quân đội Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công theo hướng Đông Nam và số vụ đụng độ gần như tăng gấp đôi trong một ngày lên 47 vụ. Kanadipka, tâm điểm giao tranh tại Stipnoe, quân Nga đã bỏ qua ngôi làng này mà tiến tới chiếm hai vị trí quan trọng gần Bedici. Ở phía nam Adipka thì người Nga nỗ lực giành được vị trí kiểm soát ở Pevo và phía tây của Marinka để tiến vào làng Georgievka. Gần Bakhmut, Nga đã chiếm được một phần ở phía nam Bodanovka và cải thiện được vị trí gần tuyến đường sắt. Ngoài ra, Nga cũng đã đạt được một số thành công ở Robotine theo hướng Zaporizhzhia. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Crimea khi mà Tổng thống Zelensky hứa là sẽ đáp trả các vụ không kích của Nga trong mấy ngày gần đây. Tối ngày hôm qua, Ukraine đã tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Sevastopol và Jepa Toria. Thống đốc của Sevastopol đã xác nhận rằng đây là một cuộc tấn công quy mô lớn nhất của Ukraine. Tuy nhiên, cuộc tấn công này đã bị đẩy lùi với việc phòng không Nga đánh chặn được 10 tên lửa nhắm vào Crimea. Các mảnh vỡ của tên lửa này đã rơi xuống Sevastopol, làm hư hại một tòa nhà dân cư. Có thể nói rằng trong cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga thì Crimea nổi lên như là viên ngọc quý của Tổng thống Putin và là mục tiêu săn lùng của Tổng thống Zelensky cam kết táo bạo mới nhất của Tổng thống Zelensky chính là cô lập được Crimea bằng cách phá hủy cây cầu Crimea. Để thực hiện được tham vọng đó, Tổng thống Zelensky đang giáo diết khẩn cầu Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus. Nhưng mà Berlin dường như rất thận trọng với canh bạc này của Kiev. Đức vẫn đang trì hoãn kế hoạch cung cấp tên lửa Taurus, mặc dù họ chưa hẳn đã từ chối dứt khoát. Khi được hỏi vì sao Đức không theo chân Anh và Pháp gửi tên lửa tới Ukraine, thì Thủ tướng Olaf Scholz đã tiết lộ rằng về cơ bản, hai quốc gia Anh và Pháp có thể bẻ cong các quy tắc viện trợ nhiều hơn Đức một chút. Tên lửa Storm Shadow và Taurus có nhiều nét tương đồng. Chẳng hạn như là chúng cùng được phóng từ các máy bay chiến đấu, chiều dài khoảng 5 mét và nặng như nhau. Mỗi chiếc có tầm bắn khoảng 500 km và có đầu đạn giống nhau. Tuy nhiên, tờ Politico cho biết rằng lý do khiến Đức thận trọng là vì đầu đạn Storm Shadow sử dụng hệ thống khởi động ngòi nổ đa ứng dụng, kém hiệu quả trong việc phá hủy các mục tiêu kiên cố. Còn Taurus của Đức thì được trang bị ngòi nổ cảm biến thông minh, có thể làm nổ tung các mục tiêu nhiều lớp, từ đó gây thiệt hại lớn gấp 2 lần các loại tên lửa cùng loại. Theo Politico thì nếu như Ukraine có được tên lửa Taurus, họ sẽ có thể tấn công hiệu quả vào cây cầu Kret, và đó là mục tiêu chính mà họ đang nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa làm được. Đây là lý do vì sao mà ông Strop ngần ngại cung cấp Taurus cho Ukraine. Gần đây, Ông ấy gọi kịch bản Ukraine sử dụng tên lửa của Đức để đánh sập cây cầu này là sự leo thang của chiến tranh. Ông ấy nói thêm rằng trách nhiệm của ông với tư cách là thủ tướng là phải đảm bảo rằng Đức không trở thành một phần của cuộc xung đột. Chính quyền Kiev đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cây cầu Crimea, nhưng những cuộc tấn công này chỉ là những đòn tấn công nhỏ và chưa gây ra được hậu quả nghiêm trọng cho Nga. Về phía Nga, họ đã đánh bại hầu hết các mối nguy hiểm trên không đe dọa tới cây cầu này. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế đó là để làm được điều đó, thì tính đến thời điểm hiện tại, Nga cũng phải điều động tất cả một hệ thống phòng thủ hùng hậu. Để bảo vệ được cầu Crimea, quân đội Nga đã phải triển khai lực lượng phòng thủ quân sự nhiều cấp xung quanh cây cầu. Chỉ riêng lực lượng phòng không đã có tới một sư đoàn cắm chốt ở đây. Kể từ tháng 1 năm 2018, cây cầu này đã được bảo vệ chặt chẽ cả từ trên biển và trên không. Một lực lượng gồm các máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng thủ tên lửa như là tổ hợp S-300, S-400 đã được điều động từ đây. Một số tàu chiến của hạm đội Biển Đen cũng đã được triển khai tới đây. Các máy bay chiến đấu quần tảo khắp bầu trời để tuần tra và Nga cũng đã phải triển khai các biện pháp phòng vệ tối tần dưới nước. Theo những thông tin được tiết lộ, hệ thống Sona bảo vệ cầu Crimea hoạt động tương tự như là cơ chế sonar thụ động dùng trong tàu ngầm hải quân. Ngoài ra, biệt đội người nhái của Thủy quân lục chiến Nga cũng tham gia vào bảo vệ cây cầu. Hải quân Nga cũng đã cử một tàu mục tiêu mồi nhử 36 BIS dài 45 mét đóng quân gần cầu Crimea để gây nhiễu các tên lửa đang lao tới. Tất nhiên, đây chỉ là những lực lượng phòng thủ mà người Nga hé lộ. Có thể nói rằng mức độ phòng thủ của cầu Crimea là sánh ngang với điện Kremlin ở Moscow hay là Nhà Trắng của Mỹ. Sự đầu tư này đến từ mức độ nhạy cảm của Crimea. Nó giống như là một hòn đảo rất dễ bị cô lập bất cứ lúc nào. Nhưng nó cũng là một phần thưởng dành cho Nga, với bến cảng nước ấm thuận tiện, án ngữ ở cửa ngõ ra vào Biển Đen. Hiểu rõ những gì mà Crimea mang lại cho Nga, việc đánh sập cầu Crimea là ước mơ bấy lâu này của Kiev. Nhưng mà liệu họ có thể thực hiện được điều đó hay không? Họ đang thiếu đi hệ thống pháo tự hành cho trận chiến tại cây cầu này. Họ cũng không nhận được tên lửa tầm xa như là yêu cầu, đặc biệt là từ Đức. Thay vào đó, các lô hàng viện trợ của họ chỉ toàn là đồ cũ cần phải thanh lý. Đức gửi rác thải tới Ukraine những chiếc xe tăng chủ lực Leopard do Đức sản xuất từng được kỳ vọng sẽ lật ngược tình thế trận chiến. Nhưng mà hiện tại thì hầu như không có chiếc nào được đưa vào phục vụ trong quân đội Ukraine. Theo Forbes, Đức đã cam kết gửi cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 1A5 được mua lại từ quân đội Hy Lạp, bên cạnh 178 chiếc Leopard 1 đến từ tập đoàn đa quốc gia châu Âu. Điều đáng nói là hầu hết các loại xe tăng Leopard 1A5 đều đã được cho nghỉ hưu, đắp chiếu từ đầu những năm 2000 và đã phải trải qua quá trình trùng tu trước khi gửi tới cho Kiev. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Ukraine đã từ chối nhận chúng, họ đã trả lại 10 chiếc Leopard 1 đầu tiên do lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Đức cũng thừa nhận rằng các xe tăng này hoạt động không ổn định và cần phải sửa chữa thêm trước khi ra mặt trận. Leopard 1 được sản xuất vào những năm 1960, được nâng cấp lần cuối vào những năm 1990, và nó đã bị quân đội Đức thải loại cách đây một thập kỷ có thể nói rằng chúng không khác gì là thứ rác rưởi được gửi tới Ukraine. Trong khi đó, Leopard 2 uy lực hơn nhiều cũng đang gặp rất nhiều vấn đề ở Ukraine. Theo chuyên gia quốc phòng kiêm nghị sĩ đảng xanh của Đức là Sebastian Schaffer, thì trong số 18 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 AG được gửi tới Ukraine, chỉ có một số ít vẫn còn đang hoạt động. Số còn lại bị phá hủy hoặc đang hỏng hóc. Ông ấy đã kêu gọi các nhà sản xuất vũ khí của cả Đức và Pháp cần phải cải thiện quy trình sửa chữa và cung cấp phụ tùng cho những chiếc xe tăng bị hư hỏng này. Ông viết như sau, tình hình ở Ukraine hiện tại rất khó khăn, chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa ở mọi cấp độ. Chính phủ và ngành công nghiệp cần phải làm nhiều hơn nữa. Business Insider cho biết vào cuối tháng 12 vừa qua rằng, nghị sĩ Schaffer đã đến thăm một xưởng sửa chữa xe tăng ở Litva cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Peterius Ông nhận thấy rằng việc sửa chữa mất quá nhiều thời gian. Do đó, chỉ có một số rất ít xe tăng Leopard vẫn còn đang hoạt động ở Ukraine. Trong khi số còn lại bị hư hỏng do thiếu phụ tùng hoặc là do tay nghề sửa chữa quá yếu kém của nước sở tại. Không chỉ Đức, mà nhiều quốc gia phương Tây cũng đang gửi vũ khí rác thải đến Ukraine. Tờ Kiev Post cho biết, Ukraine nhận được khoảng 100 tỷ USD tiền viện trợ quân sự từ phương Tây dưới hình thức vũ khí và đạn dược phòng không, tên lửa chống tăng và pháo binh hiện đại. Tuy nhiên, trong số đó có tới 30% vũ khí cần phải được sửa chữa. Chẳng hạn như là Slovakia đã cung cấp tổng cộng 33 máy bay chiến đấu MiG-29, thì có tới 13 máy bay được phát hiện là không phù hợp để chiến đấu. Riêng Ý cũng đã thiện chí gửi 33 pháo tự hành Otto Melara 155 ly cho Ukraine. Nhưng mà họ cũng cảnh báo Kiev rằng lô vũ khí này cần phải được đại tu bởi vì nó đã có tuổi đời hơn 50 năm. Tính đến thời điểm hiện tại, có vẻ như là Ukraine đang thua trong lĩnh vực nhận viện trợ trong khi vẫn mơ tưởng việc phá hủy cây cầu Crimea và lấy lại bán đảo từ tay người Nga. Đức, chính thời điểm này, đã đóng vai kẻ phá hủy giấc mơ cả về việc cung cấp tên lửa tầm xa lẫn xe tăng chủ lực để giúp cho Kiev có thể giành chiến thắng. Trong bối cảnh đó, thì Tổng thống Zelensky lại muốn tạo ra một điểm nhấn ở đầu cầu làng Krynky tại Kherson để tạo cảm giác như là Ukraine đang sắp tiến sát tới Crimea. Nhưng mà tiếc thay, quân đội của ông tiếp tục bị hủy diệt số lượng lớn tại đây. Tờ Washington Post vào ngày hôm qua tiếp tục viết về tổn thất của Ukraine khi chấn giữ tại đầu cầu Krimki ở tả ngạn sông Dnipr và gọi địa điểm này là dòng sông chết chóc. Tờ báo dẫn lời thủy quân lục chiến Ukraine kể về những người lính bị thương đã chết đuối hoặc bị ba lô nặng nề kéo xuống đáy sông hoặc đã bị vũ khí Nga tiêu diệt. Tờ này cũng xác nhận là Ukraine không thể kiểm soát được bất kỳ một khu định cư nào ở làng Krimki và giải thích lý do vì sao Kiev quyết tâm đẩy binh sĩ vào con đường tự sát tại đây sau khi cuộc phản công bị đình trệ. Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine đang háo hức chứng minh cho người ủng hộ phương Tây rằng Kiev đạt được một số tiến bộ, nhưng mà hóa ra chẳng có bất kỳ tiến bộ nào. Không chỉ Đức tỏ ra là thận trọng khi cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà giờ đây chính Pháp dường như cũng đang tìm đường để thoái lùi. Pháp tìm cách chia tay với Ukraine bằng lời lẽ bóng bẩy. Tình đoàn kết giữa các cường quốc hàng đầu ở châu Âu như là Đức, Pháp hay là Ba Lan trong cuộc xung đột Ukraine đã được thể hiện rõ ràng qua các khoản hỗ trợ tài chính và vũ khí hào phóng. Tuy nhiên, có một sự thay đổi đáng kể đã xuất hiện gần đây, đặc biệt là giữa Pháp và Ukraine. Pháp dường như đang ra hiệu một cách tế nhị về sự thay đổi chiến lược và muốn đoạn tuyệt với Ukraine. Gael Vercier, là đại sứ Pháp tại Ukraine, tiết lộ rằng thay vì chỉ cung cấp trang thiết bị vũ khí, Paris đặt mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước của Ukraine. Ý tưởng này được đưa ra sau khi Pháp đã viện trợ quân sự đáng kể, bao gồm các lô vũ khí trị giá hơn 3,5 tỷ USD. Đại sứ Vaise nhấn mạnh cam kết của chính phủ Tổng thống Macron trong việc hỗ trợ Ukraine, nhưng mà với trọng tâm mới là phải tăng cường thúc đẩy khả năng sản xuất nhiều vũ khí hơn ở chính Ukraine, thay vì là chỉ trông chờ thông qua quyên góp hoặc mua bán từ phương Tây. Ông Vaise nhấn mạnh rằng, năm 2024 đánh dấu một năm bản lề đối với hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh là Ukraine phải tự lực nhiều hơn vào các nguồn tài nguyên trong nước. Nhận xét của vị đại sứ Pháp lặp lại quan điểm được Washington áp dụng trong nhiều tháng vừa qua, khi mà họ đã cùng với các đồng minh đều cạn kiệt kho vũ khí. Có thể nói rằng, tuyên bố của đại sứ Pháp dường như là một sự từ chối khéo léo về việc viện trợ vũ khí cho Kiev. Sau cuộc phản công mùa hè thất bại, phương Tây đang hướng tới mục tiêu là khuyến khích Kiev phải tự tăng cường sản xuất vũ khí trong nước. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý đó là để xây dựng được các nhà máy sản xuất vũ khí và đạn dược không phải là một quá trình nhanh chóng, nếu không muốn nói là mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, quyết định này của Pháp không khác gì là đang chơi khó Ukraine. Đáng nói là nó lại diễn ra trong bối cảnh Nga nhiều khả năng sẽ mở các đợt tấn công trên tiền tuyến và tăng cường không kích phá hủy các nhà máy quân sự ở hậu phương của Ukraine. Về cơ bản, sự thay đổi chiến lược này của phương Tây ngầm thông báo rằng một số đồng minh chủ chốt sẽ dần rút lại sự hỗ trợ của mình đồng nghĩa là sẽ đẩy Kiev rơi vào tình thế khó khăn hơn. Tất nhiên là điều đó sẽ khiến cho Tổng thống Zelensky rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Cái loa tuyên truyền của Tổng thống Zelensky đang mất hiệu nghiệm Nguồn tin nội bộ của Tổng thống Ukraine mới đây cho biết, vào cuối năm tại văn phòng Tổng thống đã diễn ra một cuộc họp về việc Ukraine bắt đầu thua trong cuộc chiến tuyên truyền và không có khả năng lật ngược tình thế. Khi bắt đầu chiến tranh thì bộ máy tuyên truyền của Kiev hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với Nga. Nhưng mà vào năm 2023 vừa qua, Điện Kremlin đã lật ngược tình thế, trong khi các phương tiện tuyên truyền của Ukraine lại không ngừng suy giảm số lượng người theo dõi. Đó là kết quả phản ánh sự thất vọng và sự sụt giảm tín nhiệm đối với Tổng thống Zelensky. Cần phải lưu ý là vào năm 2023, khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, thì chính quyền Tổng thống Zelensky lũng loạn thông tin trên tất cả các kênh truyền hình. Trong đó, theo New York Times, Chương trình Telemarathon United News hay còn gọi tắt là Telethon là công cụ chính trong cuộc chiến thông tin ở Ukraine được giới lãnh đạo Kiev ca ngợi bởi vì vai trò của nó trong việc chống lại các thông tin sai lệch của Nga và duy trì tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine. Thậm chí, ông Zelensky còn gọi kênh truyền hình lớn nhất này là một thứ vũ khí. Kênh Telethon này đã trở thành nguồn tin tức duy nhất trên sóng phát thanh và truyền hình Ukraine. Nó được chính quyền Kiev tài trợ và nhanh chóng phát triển thành một phương tiện chính để cho Kiev có thể tuyên truyền những thành công và chế giễu khả năng quân sự của Nga. Kênh này đã truyền tải những thông tin đánh lừa rất nhiều người Ukraine tin tưởng đất nước của họ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng kể từ khi cuộc phản công mùa hè 2023 thất bại, công chúng Ukraine đã quay lưng với Telegram. Trang Strana đưa tin về cuộc tranh luận gần đây giữa các sĩ quan quân đội Ukraine xoay quanh chủ đề về vũ khí Nga chất lượng kém. Đây là chủ đề mà kênh thông thường xuyên tăng tải. Strana nói như sau, vào cuối năm thứ hai của cuộc chiến thì quân đội Ukraine đang thảo luận rằng lực lượng Nga được vũ trang tốt hơn quân đội Ukraine. Điều này đã được tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn xung kích số 3 có biệt danh là Rolo, hé lộ. Đây là cách mà ông ấy trả lời câu hỏi quân Nga thường được trang bị thiết bị quân sự gì và nó tệ hơn chúng ta đến mức nào. Ông ấy trả lời như sau, quân Nga không tệ hơn quân đội Ukraine, thậm chí họ còn mạnh hơn được trang bị công nghệ tốt hơn, nhiều trang bị hơn, vũ khí tốt hơn so với Ukraine. Điều gì khiến cho bạn nghĩ họ tệ hơn? Khách quan mà nói, họ mạnh hơn chúng ta. Hiện tại các sĩ quan chỉ huy khác của Ukraine đều khuyên binh sĩ không nên xem telenet thông, bởi vì kênh này luôn truyền tải quan điểm rằng quân đội Nga là yếu kém. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng các sĩ quan Ukraine cũng đã chính thức xác nhận các kênh tuyên truyền của chính quyền Kiev là không đáng tin cậy. Thêm một lưu ý nữa. Đó là lữ đoàn xung kích số 3 mà chúng ta vừa nói ở trên là một phần của tiểu đoàn tân phát xít Azov. Nếu ngay cả những sĩ quan có tư tưởng bài Nga cuồng loạn nhất cũng phải công khai thừa nhận rằng lực lượng Nga đã vượt trội hơn họ, thì một người lính Ukraine bình thường trên tiền tuyến sẽ phải cảm thấy như thế nào về cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến của Ukraine đây? Kênh tê lê thông này đã mất đi tính hữu dụng do thông tin sai lệch liên tục được lan truyền. Số lượng người xem của kênh này đã suy giảm mạnh, nó cho thấy rằng người dân càng ngày càng không hài lòng với chính phủ. Thay vào đó, nhiều khán giả của Telethon thay vì xem thời sự đã dành thời gian để xem các chương trình giải trí và các chương trình thực tế nổi tiếng khác. Tờ New York Times cũng xác nhận điều này như sau. Telemarathon đã biến thành một hoạt động quan hệ công chúng của ông Zelensky, người vẫn đang là nhân vật chính trị đáng tin cậy nhất ở Ukraine, nhưng đã chứng kiến tỷ lệ tán thành sụt giảm trong những tháng gần đây. Tờ New York Times cũng dẫn lời của Igor Kulias, là chuyên gia truyền thông của Detector Media, Ông ấy cho biết rằng các thành viên của đảng đầy tớ của nhân dân, đảng của Zelensky, chiếm hơn 68% số vị khách chính trị của chương trình vào năm 2023 và tỷ lệ này tăng đều trong suốt cả năm. Đảng người đầy tớ của nhân dân kiểm soát một nửa số ghế trong quốc hội. Như vậy thì Telethon thực chất chỉ là một công cụ tuyên truyền của Zelensky. Nhưng mà thông tin tiêu cực về cơ quan tuyên truyền này lại xuất hiện đúng vào lúc có một cuộc tranh cãi mới giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny xung quanh lệnh huy động bổ sung thêm 500.000 quân nhân vốn là một chủ đề đang gây tranh cãi và gây phẫn nộ trong dân chúng. Cả hai nhà lãnh đạo này đều đang kịch liệt đổ lỗi cho nhau xem ai là người đã đưa ra lệnh huy động này. Có thể nói rằng bầu không khí đấu đá nhau ở Ukraine lúc này cũng sôi sục giống như là thời kỳ tiền cách mạng khi mà thủ đô Kiev hiện đang chìm trong khủng hoảng chính trị. Với việc các tuyến phòng thủ và quân đội của Ukraine đang dần sụp đổ và sự bất mãn tột độ của các chỉ huy quân sự hàng đầu cùng với giới tinh hoa chính trị Tổng thống Zelensky đang phải vật lộn để bảo vệ sinh mệnh chính trị của mình. Ngoài ra, sự sụp đổ của hệ thống tài chính, nền kinh tế què quạt của Ukraine sau 22 tháng xung đột, sự tuyệt vọng của người dân và nguy cơ đảo chính quân sự hay thậm chí là một cuộc nội chiến vẫn hiện hữu như một bóng ma. Nó sẽ trở thành một yếu tố quyết định để đẩy Ukraine tiến dần đến bờ vực sụp đổ. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.